Chào mọi người, mọi người đã lên Petco, tòa nhà cao nhất Sài Gòn để uống cà phê và ngắm cảnh thành phố về đêm bao giờ chưa? Nếu chưa thì hôm nay hãy đi cùng mình và để xem cách thức lên trên đó như thế nào và trên đó có những gì. Ok, bây giờ thì đi thôi, let's go. Are you listening? Damn. Ok, thì bây giờ mình đi vô cái chỗ mà mua vé của cái lên Petco. À, và đây là cổng vô. Okay. Chào chị em muốn lên chơi muốn nước thì sao chị? Dạ, mình uống cà phê thì đi qua một cổng chính ạ. Dạ. Dạ, gặp nhân viên lễ tân mang đồ đen thì hỏi người ta sẽ dẫn anh lên tầng 50. Dạ. Dạ. Ủa còn ở đây là ở như đây thế nào? Là đài quan sát. Dạ. Ở ngay chỗ cái đài quan sát thì mình có thể có những cái dịch vụ gì đó. Dạ. Ở đây thì chủ yếu là anh sẽ đi vòng quanh tham quan ngắm cảnh 360 độ toàn thành phố. Có cái ống nhòm đúng, rồi. Đúng không? Ống nhòm. Thì giá vé thì ở đây là à, cảm ơn chị nhiều lắm nha. Tụi mình mới vào hỏi xong thì ở đây thì để tham quan xung quanh. Mình uống nước thì mình qua cái khu vực bên kia để mình ngồi mình đọc cái này coi như thế nào rồi tí mình qua bên kia rồi mình quay tiếp. Cái này hồi nãy tụi mình có vô hỏi rồi, nếu mà tụi mình lên tham quan á thì sẽ mất phí là 200.000 để mình được free nước suối trên đó, thì mình được xem được nguyên một vòng của cái Petco, là mình sẽ tham quan được xem như mình xem được toàn cảnh là 360 độ của xung quanh cái thành phố này. Nhưng mà bây giờ tụi mình sẽ lên, sẽ đi lên để uống nước. Và uống nước thì lên trên đó cái phí bao nhiêu thì mình sẽ nói tiếp ha. Đi thôi. Hiện tại thì đi vô bên trong để mình hỏi cái chỗ, để đi vô bên trong để mình hỏi cái chỗ mình lên tầng mình uống nước là như thế nào. Chào chú ạ, chú cho con hỏi cái chỗ con lên con uống nước ở trên cái tòa nhà đó. Dạ. Một tầng cao. Dạ. Lên tầng uống thì tới lầu 1 thì thẳng vô trong có lễ tầng. Dạ. Có rẽ phải nha. Dạ. Cứ lên cảnh là đi thẳng vô. Rồi. Lễ tầng hướng dẫn. Dạ, dạ con cảm ơn chú. Dạ, cảm ơn chú. Đi lên tầng 50. Chào anh ạ, anh cho em hỏi em muốn lên trên tầng cao em uống nước là như thế nào anh? À, cảm ơn anh, cảm ơn. Cũng khá là lằng ngoằng đó nha.
Anh ơi, em lên tầng, em muốn lên tầng uống nước. Dạ đúng rồi. Ok, cảm ơn. Kiss me. Oh, it must be nice to be there when they have a midnight open. Lay next. You know what's even better? They have glass. Like in Toronto, they would say, what? 52, you have to, I don't know. Maybe you have to connect. Cảm giác thang máy lên rất là nhanh. Khoảng 1 giây là 1 tầng á. Lên ù tay lên. But it's better to eat something than to drink something, no? Nửa giây à. The drink is how much you can use that in the middle? Tới luôn. Tốc độ cao nhất. Now we take the capsule. No, come on. You can eat what you want. Okay, ra thôi. Yeah. Come on. Hello, no. Anh nào? Anh muốn lên uống nước nhưng mà anh chỉ mới lên lần đầu á, không có thể hướng dẫn anh được. Được rồi, anh lên thêm 2 lầu nữa nhé, thì đó nó sẽ có view đẹp hơn và mọi thứ đều tốt. Tốt hơn đây chính là nó là quán bar, nó có nhạc hay hơn. Còn ở đây? Ở đây là nhà hàng Việt Nam với lại cà phê và dành cho những trúc lớn. Cảm ơn anh. Con thấy có chỗ cho một người mà ta. Đấy. Có một dãy bên đây nè. Đúng rồi, ở trên đó mình sẽ có bàn sắp kính, ngồi sẽ nhiều hơn, có thể nghe nhạc hơn. Rồi, ok. Ở đây là tầng 50, lên là 2 tầng nữa. Mình có thể thấy được cái bãi đậu. Ok, cảm ơn em. Cảm ơn em. Bây giờ thì tụi mình lên thêm 2 tầng nữa. Là lên thêm 2 tầng nữa là ngay chỗ nó có cái sân đáp máy bay á. Đây cho em hỏi là em muốn uống nước ở đây á thì như thế nào nhỉ? Ở trong có xe kính lo rồi trả tiền ở trên. Còn cái ba ở đây như thế nào? Cái quầy ở đây chung, cái quầy là chung vô bàn hay là mình ra đây mình order cũng được. Ok. Thì tại vì em mới đi lần đầu á nên em cũng không rành lắm, anh có thể hướng dẫn em không? Rồi ok, ở đây ha. Có thể cho anh mượn cái menu anh coi trước cái không? Bữa rồi uống ở dưới hả? Ừ. Thôi không phải cái tầng này, đi xuống. Ok. Không, ý là em muốn ở dưới á. Nãy nãy là lúc ở dưới thì mấy tầng dưới mấy ông đó sao? Đứng đây kêu lên đây. Và nó là ở dưới là do rất lớn nhiều người. Mà ở dưới là sao, mà ở đây là sao anh? Ở dưới là cà phê cho gia đình. Đúng rồi. Quán bar mà có hỗ trợ cà phê sinh tố cho mình luôn. Thôi vậy là cảm ơn anh. Vô dạng. Em nói gì sao? Em nói thêm thôi gì đâu. Chẳng hạn nó chửi nhau, tướng bộ đàm chửi nhau. Đâu, 50. Anh 50 đi xuống dưới đây nè. Dạ. Em làm ở đây hả? Chị làm ở đây. Chị, sorry chị, xin lỗi. Chị làm ở đây hả? Em mới lần đầu em lên đây á, em muốn là đi uống nước ở dưới đây chị. Thì sau nãy đi tầng 50 là kêu lên kia. Anh có lên bar thì nó cũng có nước mà em. Không, em muốn cái kiểu cái gia đình á. Gia đình bên đây. Dạ, cảm ơn chị. Em khách này không thích không khí trên bar em. Đúng rồi. Dạ cảm ơn chị. Chị ơi em muốn tìm bạn hai người á. Cái người thì tìm trước bên này rồi, ở trên đó thì hết chỗ đúng không? Cũng hai ngồi ở đây ký đổi lên được đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi nước ở đâu? Dạ mình vô bàn em lấy menu cho mình xem. Ok cảm ơn. Ok, và đây là menu của quán.
Rồi, mọi người có thể tham khảo giá đây ha. Giá nước thì khoảng từ khoảng 150.000 cho đến 200.000. Đấy. Ở đây thì có lên được tầng này thì có thể là uống một phần nước, nó có thể là nó trọn vẹn hơn ở bên kia. Tại vì bên kia thì chủ yếu là để tham quan thôi, ngắm cái view thành phố thôi. Còn bên đây là nước. Đó, giá đó. Thì tiền nào của nấy thôi. Bên đây thì nước ngon, còn bên kia thì view đẹp. Tùy mọi người lựa chọn ha. Yeah. Ok, còn đây là cái view của từ chỗ mình ngồi nè. Đẹp ha mọi người. Ngồi nhìn dòng xe chạy giống như nước chảy trên sông vậy. Không biết mọi người thì sao, còn mình khi ngồi ở những chỗ như thế này mình cảm thấy rất là thoải mái. Thật ra mình làm những clip đến những nơi như thế này một phần là để trải nghiệm, một phần là để mình vượt qua nỗi sợ của chính mình. Không phải là nỗi sợ độ cao, cũng không phải sợ những thứ gì đó tác động từ bên ngoài, mà đó là nỗi sợ xuất phát từ bên trong. Nỗi sợ tiếp xúc với người lạ, với không gian lạ, sẽ bắt đầu một cái gì đó mới, mà như trong sách thường hay gọi đó là nỗi sợ thoát khỏi vùng an toàn, vùng thoải mái hiện tại của bản thân. Nỗi sợ này lớn hơn tất cả các nỗi sợ khác. Nó làm con người ta suy nghĩ tiêu cực, tạo ra sự sợ hãi, cảm giác ngại, ngượng ngùng. Còn nếu mình bắt đầu và làm không được thì người đời nhìn vào sẽ cười mình, sẽ chế giễu mình, vì những sự ngây ngô thất bại sẽ có thể diễn ra. Rồi nó khiến chúng ta chùn bước, và rồi không dám cũng như không muốn bắt tay vào làm một cái gì đó mới mẻ nữa, để rồi dần trở thành một con người tầm thường. Và con người tầm thường đó khiến chúng ta giết chết dần những ước mơ, những dự định, những hoài bão của chính mình. Trước đây mình từng như vậy, và hiện tại con người tầm thường đó vẫn còn đeo bám ít nhiều đâu đó trong suy nghĩ của mình. Nhưng mình không muốn như thế nữa. Mình sẽ dần dần loại bỏ nó, để bản thân tự tin, bản lĩnh hơn trước cuộc sống này, và hoàn thiện mình hơn. Thất bại là chỉ khi mình ngừng cố gắng, và thất bại nào cũng mang trong nó một hạt mầm của sự thành công tương đương. Đây là đoạn trích trong tác phẩm Chiến thắng con quỷ trong bạn của tác giả Napoleon Hill. Và mình nghĩ có những thất bại tạm thời để bản thân rút ra được bài học, được kinh nghiệm cho những bước đường về sau. Nên mình sẽ làm bất cứ điều gì khi điều kiện cho phép, để từng bước vượt qua nỗi sợ đó. Mình đã từng rất thích nghề tóc, và mình cũng đã từng run sợ khi cầm cái kéo cái lược, sợ những lần, những lời trách móc của khách vì cắt chưa được đẹp trong thời gian còn là một cậu học việc. Nhưng với lòng đam mê, mình đã cố gắng luyện tập và rút dần kinh nghiệm, rồi tự tin hơn. Để giờ mình đã là chủ của một barbershop. Mình đã từng rất thích chương trình Love Bus, chương trình hành trình kết nối những trái tim. Và mình đã từng sợ những chuyến đi nhiều ngày, sợ cảm giác xa gia đình. Nhưng khi may mắn được tham gia chương trình, thì thay vì nỗi sợ, nó đã trở thành cánh cửa khơi gợi sự mạnh mẽ, mở ra cái nhìn mới cho mình, để mình có thêm những chuyến đi xa dài ngày về sau. Và ở chương trình đó, mình đã kết thúc hành trình với 50 ngày trải nghiệm. Mình rất cảm ơn về điều đó. Mình đã từng rất thích du lịch nước ngoài, nhưng mình sợ mình không biết tiếng Anh, và nhỡ khi lạc đường ở một đất nước xa lạ thì biết làm sao. Nhưng với sự hào hứng, mình đã cố gắng trau dồi vốn tiếng Anh. Và lần liên lạc ở một bãi biển tại Singapore, với vốn tiếng Anh vừa đủ, mình đã vui vẻ một mình tìm đường về khách sạn. Và còn nhiều, rất nhiều điều nữa mình đang rất thích, nhưng mình sẽ không sợ hãi nữa, và sẽ cố gắng thực hiện từng điều một. Còn mọi người thì sao? Nếu có cùng nỗi sợ giống như mình thì hãy mạnh mẽ vượt qua nhé. Hãy đặt ra thử thách rồi hạ gục nó. Mọi việc chỉ là vấn đề thời gian thôi.
cố lên nha mọi người. Và nếu mọi người có thử thách nào mà chưa thể thực hiện một mình được thì hãy comment bên dưới, đặt ra thử thách đó cho mình. Mình sẽ thực hiện nó và chia sẻ lại cùng mọi người. Ok như vậy nha. Nếu mọi người thấy clip phụ được gì cho mọi người thì đừng tiếc một like với mình ha. Và đừng quên share, chia sẻ với bạn bè, người xung quanh nếu nó giúp hay phụ được họ có thêm động lực ha. Subscribe kênh của mình để nhận những video tiếp theo nha. Cảm ơn mọi người. Giờ thì xem tiếp thôi. Rồi, cảm ơn. Bây giờ để mình đọc cái này coi như thế nào. Ok, bây giờ để mình đọc cái này coi như thế nào ha. Cái hôm nãy mà đi qua mà mình mua vé, mình hỏi cái chị Lễ Tân á. Tòa nhà Bitexco này thì cao 68 tầng, rồi số quá đẹp. Và cái chiều cao là 262 m. Quá dữ. Sài Gòn Skydeck. À, cái giá vé hồi nãy bên kia là 200 ngàn cho người lớn và 130 cho trẻ em dưới 80 cm. Giờ mở cửa là 9:30 sáng cho đến 21:30 tối là 9 giờ tối. Cái vé mà trễ nhất để bán cho khách tham quan là 45 phút trước giờ đóng cửa. Nha, yeah, chỉ vậy thôi. Ở đây thì có bảo tàng, áo dài. Không có nhiều, không có gì đặc sắc. Nhưng mà mình mua vé bên kia thì mình sẽ được có nhòm cái ống nhòm. Ống nhòm lấy view của toàn thành phố nè. Chỉ vậy thôi. Thôi giờ uống nước thôi, uống nước thôi. Đây cũng khá là ngon. View đẹp, cà phê ngon, hợp lý. À, này nãy nhiêu nhỉ? Đây là cà phê đen là 99 ngàn, còn cà phê sữa là 110 ngàn. Ok, chào mọi người, hẹn gặp lại sau. Ok, bây giờ thì về thôi. Come on. Bây giờ tôi đi vệ sinh, coi cái view ở đó đẹp thì mình quay. Ok. Wow, cái view ở đây rất là đẹp. Cái view ở đây là bên nhà hàng. Bên đây là khu ăn uống, còn bên kia là khu mà uống nước. Rồi ok, về thôi, như vậy hôm nay là đủ rồi. View này là view bên sông Sài Gòn đó mọi người. Giờ thì về thôi. Cảm ơn em. Ok, cảm ơn em. Đó là cái gì? Dạ. Thế.
Ok, bây giờ là đi xuống, để coi nó đi nhanh nè. Đây là dường như là một giây là một tầng đó. Chắc không tới đâu nhỉ. Ù tai giống như mà mình đi máy bay vậy. Ok, thì mình vừa quay cái cách để mình đến Bitexco. Sao mà vừa rẻ tiền mà vừa được nước uống nữa. Thì chỉ như vậy thôi. Cảm ơn mọi người, chào mọi người. Bye. Uống cà phê và ngắm cảnh thành.